cao thế, vậy có người muốn mua à? Để mày vớt phát được tình hình vợ chồng mình ngay nhá. May, không thì chả biết làm thế nào nữa. Mấy hôm nữa để đến hạn trả nợ rồi. Mà cũng tại em ấy, chả hiểu làm ăn cái kiểu gì. Đang yên đang lành, đang có nhà có cửa đàng hoàng, tự dưng bây giờ phải ra ngoài thuê nhà. Chào anh chị. Chào em. Xin lỗi đã để anh chị phải chờ lâu, tại vì hôm nay công ty có một chút việc đột xuất. Okay. Em ngồi đi. Em muốn gì để anh gọi? Dạ thôi anh, em đã order đồ ở bên dưới rồi. Thế tình hình bên kia như thế nào? Dạ, tình hình là bên họ đã đồng ý với cái mức giá mà anh chị đã đưa ra. Và họ muốn chiều nay có một buổi gặp mặt trực tiếp để xem qua căn nhà. Em cố gắng động viên họ giúp chị nhé. Nhà chị đẹp lắm. Thực sự thì chị cũng không muốn bán đâu, nhưng bọn chị đang rất cần tiền. Thì việc này anh chị cứ yên tâm, đây là công việc của em à. Với cả anh chị cần chuẩn bị trước một số giấy tờ để cho việc mua bán. Cần những giấy tờ gì? Thì đây, hôm nay em có mang một số bản mẫu đến để cho anh chị tham khảo. Ok, em xem qua. Anh sẽ chuẩn bị những giấy tờ cần thiết. Có gì em cố gắng giúp anh chị nhé. Dạ vâng. Ok. Thì hẹn em chiều nay và khách hàng chiều nay nhé. Mời anh vào. Thì đây chính là căn hộ mà em đã nói với anh từ trước. Đầy đủ nội thất. Và chủ nhà đang muốn bán nhanh căn hộ này vì họ đang rất cần tiền. Căn hộ này 100m2 hả? Dạ thưa anh, chính xác là có 110m2. Và có 3 phòng ngủ. Vâng, mời anh vào xem qua. Xem qua khu bếp. Nước làm sao mà cứ dò dỉ nước ra kia thế em? Chết. Ở đâu anh? Để em xem qua. Cái bọn này bị hỏng rồi. Em bảo kiếm anh cái băng tan hoặc cái xẻ gì đấy mang lên để anh bị thử xem sao. Thôi, làm thế sao được anh? Anh là khách mà. Không sao, ở nhà anh làm suốt. Em cứ bảo kiếm cho anh đi. Vậy xin phiền anh. Ra đây anh. Đưa đây cho anh. Mà anh bảo này, bây giờ em xuống tầng bảo quản lý tòa nhà là gọi thợ sửa đến, chứ đây anh chỉ vá tạm được thôi nhá. Vâng, thế thì anh đợi em một chút để em xuống báo với quản lý tòa nhà. Ok, đi đi nhá. Alo, Hải à? Em đã đến chưa em? Ừ, bọn anh đã chuẩn bị hết xong hết giấy tờ rồi. Sao? Ống nước bị hỏng á? Thế à? Đợi một chút, bọn anh lên ngay đây. Đi thôi em. Thằng Hải bảo đến rồi mà sao chưa thấy nó? Em vào trước đi. Anh nghe thoại chứ. Alo. Anh ơi, đường nước bị làm sao thế anh? Nó bị Là anh à? Bất ngờ quá. Không ngờ gặp em ở đây.
Thật không ngờ sau bao nhiêu năm anh vẫn bất tài vô dụng đến vậy. Cũng học đại học như người ta mà giờ phải đi làm xưởng nước à? À, cái này là... Là gì? Anh định nói là anh đi làm thêm đấy ạ? À? Nhưng mà em có phải là chủ căn phòng này không? Đúng đấy, sao? Nó to và đẹp quá đúng không? Nó khá là to đấy. Nhưng mà anh lại không thích một số bài trí trong căn phòng này. Như là cái giường ở trong phòng ngủ nhà em, hoặc là ghế sofa ở ngoài phòng khách. Anh biết cái quái gì mà chê? À không, đó chỉ là nhận xét quan điểm của anh thôi. Anh có biết căn nhà này đáng giá bao nhiêu tiền không? 3 tỷ đấy. Cái loại người như anh làm cả đời chưa chắc đã mua được đâu. Anh không có tư cách gì để chê bai căn nhà của tôi. Thật may vì khi xưa tôi đã bỏ anh, vì giờ tôi có một người chồng mẫu mực, một ngôi nhà khang trang để ở, chứ không phải là người vợ quen để sửa ống nước. Anh có thấy mình kém cỏi không? Ai em? Người yêu cũ của em đến đây để sửa ống nước. Người yêu cũ? À, tôi hiểu rồi. Nể tình, ông là người yêu cũ của vợ tôi. Đây, cầm này. À không, tôi thấy vậy thì sửa thôi. Chỉ ít à? Đây. Anh mau nhặt rồi biến đi, chúng tôi sắp có khách rồi. Các người quá quắt đấy. Ơ, chào anh chị, chào anh Ngọc. Mọi người đã làm quen hết với nhau chưa? Làm quen gì em? À mà khách mua nhà đâu? Ơ, đây anh. Ở đây không phải là thợ sửa ống nước sao? Không chị. Vào đi em. Ui trời ơi. Anh ấy, em là thợ sửa ống nước đây ạ. Nhà mình bị hỏng ở chỗ nào đây anh? Ở trong gian bếp em ơi. Dạ. Nãy giờ tôi không biết là anh. Đây, chắc là anh cũng đã xem qua căn nhà của tôi rồi. Thì tất cả các thứ nội thất nó rất là đầy đủ. Anh có thể chuyển về ngay ngày mai. Thôi, tôi không cần nữa. Tôi quyết định không mua căn nhà của anh nữa đâu. Anh đừng tức chuyện nước vào đây được không? Vừa nãy tôi cũng đã xem qua căn nhà này, thì không ưng ý một vài chỗ, cho nên là quyết định không mua. Hả? Em có căn nhà nào quanh đây không? Dẫn anh đi xem nha. Dạ được. Để em dẫn anh đi xem vài căn quanh đây. Ok. Chào hai người nhá. Tôi chết rồi anh ơi, mình phải làm sao bây giờ? Cũng tại cô cả đấy. Tự dưng đi nói cho ta làm cái gì? Vừa nãy anh còn hùa theo tôi cơ mà. Nào, 2, 3, bắt đầu. Anh có thấy mình kém cỏi không? Ai đây? Đây là người yêu cũ của em đến để sửa ống nước. Người yêu cũ? Tôi hiểu rồi. Nể tình ông là người yêu cũ của tôi. Nể tình ông là người yêu cũ của tôi. Nể tình ông là người yêu cũ của tôi. Vào đi em. Dạ. Anh ơi, anh làm ơn cho em hỏi, nhà mình có phải là gọi sửa ống nước không nhỉ anh nhỉ? Đúng rồi. Dạ. Vào trong đi. Ui. Anh ơi, em. Em bảo đây. Nhà mình điện chết nhỉ. Đây, là bếp ở trong này. À.